Hướng dẫn tạo tài khoản Telegram trên máy tính Telegram là một ứng dụng tin nhắn khá thông dụng và có độ bảo mật hàng đầu hiện nay và rất đáng sử dụng. Bạn đang muốn sử dụng mà vẫn chưa biết cách đăng ký. Bài viết này sẽ giúp cho bạn rất nhiều đấy, hãy tham khảo hướng dẫn tạo tài khoản Telegram trên máy tính này nhé. Việc đăng ký Telegram trên máy tính phức tạp hơn so với trên điện thoại phải gửi mã code trên ứng dụng cài đặt trên điện thoại. Bước 1: đăng ký tài khoản Telegram trên điện thoại để lấy mã bước 2 mở trình duyệt web Telegram trên máy tính, web sẽ hiện một cửa sổ để bạn điền thông tin bước 3, ở ô phone number, bạn điền số điện thoại mà bạn đã đăng ký trên điện thoại. Sau đó bạn chọn Next để tiếp tục bước 4, kiểm tra thông tin một lần nữa xem bạn có nhập đúng số điện thoại hay chưa, nếu đúng thì sau đó click vào OK, lưu ý. Có thể bạn sẽ quay về bước 3 do đường truyền không gửi được mã cốt. Do đó bạn có thể thử thêm một vài lần nữa hoặc có thể chuyển qua tab ẩn danh hay trình duyệt khác thực hiện cho tới khi chuyển sang bước kế tiếp bước 5 lấy mã cốt của ứng dụng Telegram được gửi tới số điện thoại bạn đăng ký và nhập vào ô Enter Your Code bước 6. Đến đây bạn đã đăng ký và có thể đăng nhập vào Telegram kết luận hy vọng với hướng dẫn tạo tài khoản Telegram trên máy tính này sẽ cung cấp được những thông tin hữu ích đến bạn để bạn có thể tạo cho mình một tài khoản hoàn chỉnh. Đừng quên bỏ chút thời gian ghé qua Tool Marketing Pro để tham khảo thêm nhiều thông tin thú vị về Telegram nhé. Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, social chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram. Dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro hotline 0877 49 để được tư vấn miễn phí.